Xin chào anh em, dạ quay trở lại với Hacom. Và như anh em đã biết đấy thì Dell là một trong những hãng làm thiết bị về laptop này, máy tính này, về những cái thiết bị server này. Nhưng mà một mảng nữa mà rất nhiều anh em quan tâm đó chính là màn hình của Dell. Anh em có thể thấy ở đây. Vậy thì một câu hỏi được đặt ra là thế Dell nào mà lại nhiều màn hình đến như vậy? Và nếu mà các bạn mua thì các bạn mua sản phẩm nào? Và có thể cách để phân biệt nó không? Thì đó sẽ là những câu hỏi mà chúng mình sẽ trả lời trong ngày hôm nay. Rồi, và trong video ngày hôm nay thì đấy là cái động lực để cho chúng mình làm cái video này, để giúp cho các bạn có thể dễ dàng đưa ra lựa chọn hơn, để chọn cho mình được một chiếc màn hình Dell phù hợp với nhu cầu của bản thân mình. Và cách đơn giản nhất để lựa chọn một chiếc màn hình phù hợp đó là các bạn xem tên, và từ tên của chiếc màn hình đấy các bạn có thể biết được những cái thông tin như thế nào để có thể lựa chọn được màn hình. Thì các cái nguyên tắc đặt tên của Dell nó cũng sẽ có một cái điểm chung để chúng ta có thể nhìn ra được và có thể phân tích được. Hoàng lấy một cái ví dụ là một mẫu màn hình nào đó của Dell đi. Thế thì em thử lấy là P2421HS. P2421HS. Vâng. Rồi đây giờ thì mình sẽ phân tích cái tên này để cho các bạn có thể nắm được cái quy luật đặt tên của Dell. Rất là đơn giản thôi nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với chữ P đầu tiên. Nó sẽ là dòng, đúng không? Dòng của đó sẽ là dòng P. Đó là một dòng cũng rất là phổ thông ở Việt Nam hiện nay. Nó là professional. Đúng rồi. Đó. Và tiếp theo chúng ta sẽ có hai chữ số, đó là 27. Đúng không? Nó sẽ là kích cỡ. Đúng, nó sẽ là kích cỡ của chiếc màn, nó sẽ là 27 inch, 24 inch hay là 32 inch tùy, đúng không? Và hai số tiếp theo thì nó sẽ là đời, năm sản xuất của chiếc màn nó, và thường nó sẽ là -1. Ví dụ như màn của Hoàng là 21 thì có thể khả năng là sản xuất vào năm 20 hoặc là sản xuất vào năm 21. Đúng rồi, bởi vì bây giờ đã có những mẫu màn cái hai số đấy nó sẽ là 22, và trong khi chưa đến năm 22, đúng không? Đấy thì chúng ta sẽ có thể là -1 vào đấy. Và chữ cái cuối cùng của em sẽ là hai chữ cái là H và S. H và S. Thì H ở đây nó sẽ thể hiện là độ phân giải của chiếc màn hình. Thì nó sẽ có 4 cái tiêu chí, Hoàng nhớ không? Bốn cái khá là phổ biến. H này, Q này, D này và K. Thì H sẽ là Full HD. H thì là Full HD, D thì là 2K, Q thì là 4K, còn K thì là 5K hoặc 8K. Đó thì đó sẽ là thể hiện được cái độ phân giải của chiếc màn hình đó. Và cái chữ cái cuối cùng, có thể là một cho đến hai chữ cái cuối cùng, nó sẽ thể hiện được là những cái tính năng đặc biệt. T sẽ là có touch, tức là cảm ứng. G sẽ là gaming, hoặc là W hình như em nhớ là tỷ lệ màn hình rộng thì phải. Màn hình rộng, đúng rồi. Đó, thì đó, chúng ta nhìn vào những cái điểm phân biệt như vậy để chúng ta có thể ngay lập tức nhìn vào cái tên thôi, mình cũng có thể đưa ra quyết định là đây có phải là một chiếc màn hình mình đang tìm kiếm về kích thước, về độ phân giải hay không. Đó, rất là đơn giản, đúng không nào? Rồi, nhưng mà sẽ có một cái yếu tố nữa rất là quan trọng nữa, đó chính là cái đời, cái dòng của cái màn hình đó. Như chị nói ở cái phần đầu ấy, P là yếu tố là professional, đúng không? Nhưng mà sẽ còn có rất là nhiều các dòng khác của Dell trên toàn thế giới. D này, E này, S này, U này, P này, MR này, SE này và cả UP nữa. Đúng. Nhưng mà tại Việt Nam thì rất là phổ biến. Có những cái dòng đây là dòng E, dòng S, dòng U và dòng P. Dòng P và dòng U đấy. Thì những cái dòng đấy thì chị có thể, mình chúng ta có những cái màn hình tương tự như vậy ở đây. Và đây trên bảng của chúng mình thì cũng đã để ra một số mẫu dòng màn hình của Dell để cho các bạn có thể tiện theo dõi trong video ngày hôm nay. Thì ngoài tiêu chí về cách đặt tên thì chúng ta cũng có thể thêm một tiêu chí nữa để có thể phân tích cái độ khác nhau để các bạn dễ dàng đưa ra lựa chọn, đó là về kích cỡ của màn hình. Đó chính là hai cái dòng tiếp theo, đúng không? Vâng. Hai số tiếp theo đó. Thì đối với những cái dòng thấp cấp hơn như là E với S, và đặc biệt là E, thì chúng ta sẽ chỉ có mắc là kích cỡ là 27 inch mà thôi. Ngoài ra nó còn có rất nhiều cái option, ví dụ như là 19 inch, thậm chí là 17 inch cũng có. Có lẽ để 17 inch ạ? Đúng, có lẽ là để hướng đến những cái đối tượng người dùng thấp cấp hơn một chút, để cái giá tiền của nó nhỏ hơn một chút. Còn đối với màn S thì chúng ta sẽ có thêm nhiều option hơn. Chúng ta sẽ có những màn 22 inch, 24 inch và thậm chí lên đến tận 34 inch cũng có luôn. À, wow, 34 inch à? Có thì màn P với màn U cũng có những cái option như vậy. Cũng sẽ có từ 24 này đến 34 này. Nhưng mà cái màn U ấy thì nó sẽ có những option cao cấp hơn hẳn, cao vọt lên, ví dụ như là 42 inch, 44 inch, 49 inch các chị ạ. 49 inch, wow, chúng ta sẽ làm gì với một con màn hình 49 inch hả mọi người? Con màn hình đấy là con màn hình là tỷ lệ là 32:9 chị ạ. Tức là nó rất là rộng ra, thế là đói do sao nó là 49 inch. Có lẽ là để dành cho những cái tác vụ làm việc chuyên nghiệp, ví dụ như các bạn là dựng này hay là dựng phim, đúng không? Dựng phim thì chắc chắn là cần đến những cái màn hình nó rộng như vậy. Như thế thì timeline dài kinh khủng khiếp luôn chị ạ. Đúng, đó. Ai cũng biết là kích cỡ là một trong những yếu tố quyết định rồi. Nhưng mà cái kích cỡ đấy đi kèm với độ phân giải nào sẽ là một câu chuyện khác. Ví dụ như là cái độ phân giải, cái kích cỡ quá lớn và độ phân giải quá thấp thì nhìn nó tức mắt lắm luôn đấy. Rất là mắt và nó có tình trạng là rỗ. Nhưng mà may mắn là Dell cũng không làm những cái chuyện như vậy. Với những cái chiếc màn P, màn U ấy, thì em thấy rằng là tất cả những chiếc màn đấy đều có những option từ Full HD cho tới là 4K và sẽ có những option là 8K cơ. 8K. Vâng. Và những chiếc màn P này thì đa số sẽ là Full HD. Còn với những chiếc màn U ấy thì nó sẽ là khoảng một nửa là Full HD, còn đâu sẽ là đều từ 2K trở lên hết. Nói chung là nó là những cái phân khúc cao cấp hơn rồi, là thậm chí là như cái mẫu 8K đấy là Ultra Sharp.
và Ultrashop Professional, tức là UP. À, đó. UP, đó. Còn những cái mẫu thấp cấp hơn như là dòng E với dòng S bên này thì, đặc biệt là dòng E thì độ phân giải của em nó mắc cũng chỉ lên được là Full HD thôi. Mà trong khi đó thì Full HD đã là một cái chuẩn gì đó, nó cũng tương đối cũ rồi, gần như là bây giờ chúng ta xem phim Full HD là chúng ta đã cảm thấy không được hài lòng cho lắm rồi. Chúng ta đã hướng đến những cái cao hơn như là 2K, 4K rồi. Thì đó có lẽ một điểm nó cũng hơi hạn chế một chút so với những cái dòng rẻ tiền. Còn bên dòng S thì nó sẽ nâng cấp hơn một xíu, nó sẽ min sẽ là Full HD. Chúng ta vẫn sẽ có những option 2K và 4K cho những cái phiên bản cao cấp thì nó cũng tiệm cận được với những cái dòng cao cấp rồi. Và đặc biệt nhá, là dòng S còn có những cái option dành cho gaming, là nó sẽ có chữ G ở trong. Gaming tức là những cái option nó mang có cái độ tần số quét nó cao hơn khoảng tầm 144 rồi. Chúng ta sẽ mang đến một cái trải nghiệm chơi game mượt mà hơn dành cho các game thủ. Mà chỉ có dòng S, duy nhất dòng S trong tất cả các dòng nó sẽ có cái option gaming này thôi các bạn nhá. Đây là coi như là chúng ta đã mượn 4 cái mẫu này về để em có thể nghiên cứu, nhưng mà nếu như nó là các mẫu khác của dòng đấy để ở ngoài trưng bày ở ngoài showroom, em có nhìn vào một cái mà em phân biệt được đâu là dòng E, đâu là dòng S các thứ không? Nếu mà để mà nhìn qua thì em thấy những chiếc bàn nó khá có những cái ngôn ngữ thiết kế khá là giống nhau. Đầu tiên là cái sự vuông vắn của nó này, cái sự tinh tế của nó này, tất cả những chiếc bàn đây nhìn xuống rất là đẹp. Nhưng mà có một điều mà em có thể nhận ra được ngay, đó chính là cái tầm tiền của nó. Ví dụ như em có thể nhìn chắc chắn được đây là những chiếc bàn rẻ tiền hơn, còn đây sẽ là những chiếc bàn đắt tiền hơn. Vì sao? Đầu tiên này, đây có thể em có đoán sẽ là bàn E, tại vì là nó sẽ có một cái viền rất là dày ở phía này, viền dày. Thứ hai đó chính là tại sao em có thể đoán được là khoảng tầm bàn S hoặc là bàn E, thì vì cái chân đế của nó rất là dở. Đây là một cái chân đế nhưng khá là dở, và cái chất lượng build của nó rất là kiểu ọp ẹp, và cảm giác nó ọp ẹp và khá là nhiều nhựa kiểu như vậy. Còn với những chiếc màn U và màn B đây, em cảm giác này cứng cáp này đấy, rất là đầy đượm này. Nhưng mà nếu mà chị nhìn thấy đấy, nó đều sẽ có những cái đường như kiểu là đường thoát khí ở đây. Có lẽ đây sẽ là một cái đặc điểm. Tuy là nó sẽ có sự khác nhau trong từng phân khúc, nhưng mà nó sẽ mang một cái gì đó đặc trưng của Dell. Có lẽ là đúng rồi, cái ngôn ngữ thiết kế này hay là cái đường thoát khí ở bên trên này, nó sẽ là một cái gì đó đặc điểm của các dòng màn hình của Dell chẳng hạn. Đó, thì như Hoàng cũng đã nói thì chúng ta cũng thấy đây là những cái chiếc màn thấp cấp hơn, rẻ tiền hơn, thì chất lượng build của em nó cũng sẽ ọp ẹp hơn, viền màn hình sẽ dày hơn, đúng không? Đúng rồi. Cái viền màn hình nó cũng sẽ đi đôi với giá tiền đó, viền càng mỏng, thậm chí là tràn viền đúng không? Viền cong càng cao. Đúng. Đó. Và ngoài ra thì cái chất lượng chân đế nữa cũng quyết định. Như con màn E này thì với cả màn S này thì đa số chân đế nó sẽ đều làm bằng nhựa thôi, bởi vì là chất lượng giá tiền nó cũng chỉ như vậy thì có lẽ là mình không thể yêu cầu quá nhiều được, và đặc biệt là cái tùy chỉnh cho người sử dụng khi mà chúng ta sử dụng nó. Và với hai chiếc màn hình thuộc phân khúc E và S này thì cái tùy chỉnh dành cho người sử dụng phần chân đế này thì nó sẽ chỉ có, đối với màn E thì nó chỉ có duy nhất là ngửa cụp thôi. Đây, các bạn có thể hiểu là ngửa cụp như thế này, hoặc là một vài option chúng ta sẽ có thêm là lên xuống kiểu điều chỉnh độ cao ấy. Còn ngoài ra thì màn S nó sẽ cao cấp hơn một tí, nó sẽ có thêm một xíu ví dụ như là dọc trái phải, nhưng mà nó cũng ở những cái option kiểu như là giá tiền cao hơn một xíu, còn đa số thì nó sẽ đều chỉ có ngửa cụp thôi. Đó. Nhưng mà với những dòng P và dòng U thì nó khác hơn rất là nhiều. Đầu tiên là tất cả những chiếc màn hình đến từ P và U thì đều sẽ có những option như là ngửa cụp tất nhiên rồi, lên xuống này, lên xuống, trái phải đó. Nhưng mà có một điểm hay hơn, đó chính là nó còn xoay được 90 độ nữa. Đó. Để chị có thể thấy đây, xoay 90 độ rất là phù hợp với những anh em nào mà làm cốt thì những cái dòng cốt dài như này thì nhìn được nhiều cốt hơn. Còn chỉ có duy nhất là một vài những cái mẫu dòng của dòng U ấy thì nó là những màn hình ultra wide, tức là màn hình siêu rộng thì nó khó, còn cong nữa, đúng không? Nó bị cong, vâng. Tức là xoay nó hơi cấn, đúng không? Vâng, đấy. Về phần thiết kế bên ngoài thì chúng ta còn rất là quan tâm đến một điều nữa khi mà chúng ta mua màn hình, đó chính là các cổng kết nối, đúng không? Cái điều này thậm chí là chúng ta quan tâm nhiều hơn khi mà chúng ta mua laptop nữa. Bởi vì những cái đấy để cho phục vụ cho việc xuất hình hay là làm màn hình phụ như thế nào nó ổn định hơn. Thì đối với những cái dòng thấp cấp như là E và S thì nó cũng có sự hạn chế, đặc biệt là với dòng E nó sẽ chỉ có cổng VGA là một chuẩn xuất hình, nó cũng khá là chỉ cũ. VGA. Wow. Không, có nghĩa là tất cả các mẫu sẽ có VGA. Một vài mẫu thì sẽ có thêm HDMI hoặc là DisplayPort, nhưng mà VGA nó sẽ là chuẩn trong tất cả các màn. Thì như thế chị thấy là nó khá là cũ rồi, nó kiểu hơi xa rời công nghệ hiện đại một xíu ấy. Bởi vì bây giờ chúng ta cũng không dùng nhiều cổng VGA, đúng không? Còn đối với cổng màn S thì nó sẽ cao cấp hơn một chút. Nó sẽ có một vài mẫu cao cấp, nó sẽ có thêm hub USB này, sẽ có thêm Type-C này. Ngoài ra thì chuẩn của nó sẽ không còn là VGA mà nó sẽ là HDMI. HDMI. Một vài mẫu thì sẽ có thêm cả DisplayPort, và tất cả các mẫu thì đều có jack cắm tai nghe 3.5 nhé. Vâng. Thì với chiếc màn P của em bên này ấy, thì tất cả những chiếc màn P sẽ có tiêu chuẩn là HDMI và DisplayPort. Đó, tức là hai cổng đấy sẽ luôn luôn đi kèm với chiếc màn P. Còn sẽ có một vài mẫu có VGA này hoặc là DVI để với những anh em nào mà sử dụng chiếc PC từ khá là lâu đời rồi. Còn một điểm khá là khác biệt so với chiếc màn S đây, chính là nó sẽ không hề có một cái cổng audio 3.5.
Vâng, đấy, nó sẽ không có audio 3.5 và anh thì em chúng ta có thể kết nối bằng USB thôi, chẳng sao cả. Vâng, đúng rồi, tại vì là tất cả những chiếc màn Dell PD đều sẽ có hub USB 3.0 hoặc là sẽ có một vài cái option 2.0. Và trên với những cái mà phiên bản cao cấp nhất ấy, cao cấp nhất ấy thì sẽ có cả Type-C nữa. Đó. Còn nếu mà với chiếc màn Dell U thì cũng tương tự như vậy, cũng vẫn là HDMI, vẫn là DisplayPort, nhưng mà cái sự xuất hiện của USB Type-C và cổng audio là một sự chắc chắn luôn. Có nghĩa là màn nào cũng sẽ có USB Type-C và sẽ có cổng audio. Đó. Và với những phiên bản cao cấp hơn hẳn ấy thì nó sẽ có những option như là có thể sạc qua USB Type-C này, có thể cắm mạng LAN thông qua USB Type-C này. Và có thể gọi là daisy chaining, tức là nối thêm một chiếc màn hình nữa từ chiếc màn hình này ra để thành hai màn hình cơ. Đó rất là phù hợp với những anh em nào sử dụng chiếc laptop mà có thể xuất hình này, xuất dữ liệu thông qua cổng Type-C. Đúng là nhiều tiền hơn, nó khác hẳn nhỉ, nó có nhiều cái sự option cho chúng ta lựa chọn hơn, kể cả từ những cái mà khá là cũ rồi, ví dụ cả cổng VGA cũng có luôn. Vâng, đấy. Đúng ạ. Nhưng mà một điều khá là ảnh hưởng tới cái trải nghiệm sử dụng của mỗi người sau khi mà người ta mua hình màn hình ấy, đó chính là menu màn hình, các nút bấm. Thì với những chiếc màn U và P ở đây ấy, thì đầu tiên là với những cái phiên bản nào mà từ 2020 trở về trước thì họ sẽ đều sử dụng là những cái nút bấm bình thường ở dưới chân này thôi. Ví dụ như vâng, bốn cái nút. Ví dụ như chiếc màn Dell U của em đây sẽ có bốn cái nút ở dưới này. Từ năm 2020 đổi lại. Còn với chiếc màn Dell P của em đây là 2021 trở đi, đây là phiên bản P2222H thì phải. Thì sẽ có cái joystick đằng sau này. Và chỉ biết đấy, ai thích núm mà. Ai thích về núm đúng không? Vâng, đấy, nên là những cái núm này là rất được mọi người quan tâm. Thực ra thì cái đấy cũng đúng, bởi vì cái tùy chỉnh mà khi mà chúng ta có bốn nút ấy thì mà chúng ta mà cái trong khi đó nó sẽ nằm ở cái gờ dưới như thế này, kiểu việc chúng ta không thể ngửa xuống cúi xuống để chúng ta xem được chi tiết từng núm, mà chúng ta phải giờ xong rồi chúng ta phải nhớ xem nút nào là nút nào, nó rất là bất tiện. Và trong khi đó thì hai chiếc màn cao cấp này đã phải gặp phải sự bất tiện đó, bởi vì nó chưa có cái joystick để chúng ta có thể về núm được, và chúng ta cũng phải sử dụng nút này thôi, và cái tùy chỉnh nó cũng tương đối là cơ bản. Và tất nhiên giá tiền cũng thể hiện được ở cái tấm nền nữa. Về cái màn U và màn P ấy, thì đều sử dụng tấm nền IPS cao cấp nhất. Đó, để có thể gọi là có một độ chuẩn màu cao nhất này và độ phản hồi ok này. Và với chiếc màn U ấy, thì sẽ còn có một mẫu có OLED nữa. Nhưng OLED. Mà cái mẫu đấy thì hơi lâu rồi, từ 2018 rồi. Có nghĩa bây giờ không sử dụng nữa. Thực ra là đến IPS là chúng ta cũng cảm thấy thỏa mãn với tấm nền đấy rồi đúng không? Còn đối với hai phiên bản thấp cấp hơn thì có lẽ là bởi vì cái IPS nó đã là một cái chuẩn tấm nền mang tính quốc tế rồi, thế nên là kể cả hai mẫu này thì nó vẫn có sự xuất hiện của tấm nền IPS. Nhưng ngoài ra thì có một vài mẫu nó vẫn có, ví dụ như là mẫu E ở đây thì nó có cả là VA, có cả TN. Còn mẫu S thì nó sẽ chỉ có thêm sự xuất hiện của VA mà thôi. Thì mình thấy là mặc dù là IPS nhưng không phải là IPS nào cũng giống nhau, đúng không? Nó sẽ tùy từng cái đơn vị sản xuất mà nó sẽ đem lại những cái chất lượng nó khác nhau. Và chính vì thế thì ngày hôm nay chúng mình sẽ mượn lên đây là bốn sản phẩm, nó sẽ đại diện cho bốn dòng, đó là E, S, P và U, để phân tích một cách chính xác nhất, chi tiết nhất về cái độ chuẩn màu sắc và chuẩn ánh sáng của chiếc tấm nền này, của trên những chiếc màn hình này. Vâng, thì em đã test qua những cái phần mềm gọi là đo về cái độ chuẩn màu ấy. Thì em thấy rằng là ở trong bốn chiếc màn này, chiếc màn P của chúng ta lại là chiếc màn có độ chuẩn màu cao nhất. Đó, và theo sau đó là hai chiếc màn này, và cuối cùng là chiếc màn U này. Và em không biết tại sao như thế, mà dù nhá, khi mà em nhìn vào chiếc màn Dell U này, cảm giác màu sắc rất là ok, rất là ổn áp. Khi mà chúng ta vào đây chúng ta vẫn cảm thấy là nó rất lịnh mắt. Rất là lịnh mắt, rất là tuyệt vời. Nhưng mà khi mà em test ấy thì nó không sai màu, nó lại sai ở độ xám này và độ trắng cơ. Nhưng mà cái đấy thì người dùng có thể tùy chỉnh được đúng không? Vâng, đúng rồi, những cái đấy thì người dùng có thể tùy chỉnh được ở trong cái USD thông qua cái menu dưới này. Có nghĩa là cái độ sai màu sắc này chúng ta cũng có thể khắc phục được, tự bản thân các bạn cũng có thể khắc phục được, các bạn không phải đi cân màn lại. Vâng, nhưng mà có một cái điều mà Dell U nó nổi bật hơn hẳn, đó chính là độ phủ màu. Thì về cái độ phủ màu ấy, nhờ chiếc màn Dell U này đang đứng từ đầu tiên. Tiếp theo sau đó sẽ là chiếc màn P này, và cuối cùng là hai chiếc màn E và N này. Ví dụ như là sRGB. Vâng, sRGB này, Adobe RGB này và DCP3. Thì đấy, đó lý do tại sao mà đèn màn Dell U lại là một trong những chiếc màn phù hợp nhất dành cho những bạn nào làm đồ họa. Đúng rồi. Và ngoài ra thì chúng mình cũng có phân tích cả về độ đều ánh sáng ở trên các khu vực ở màn hình nữa. Thì bình thường màn hình chúng ta sẽ chia ra khoảng 9 khu vực để chúng ta có thể phân tích, và độ lệch ở đây nó sẽ so sánh với cả khu vực ở giữa màn hình, đúng không? Thì một điểm cũng thể hiện được cái sự đáng tiền của màn hình U, đó chính là màn hình U nó có độ lệch ít nhất, có nghĩa độ đều ánh sáng của nó chuẩn nhất, nó chỉ có lệch 6,5% so với khu vực ở giữa thôi. Chỉ 6,5, tức là các khu này so với khu giữa chỉ lệch khoảng 6,5%. Đúng rồi. Sau khi mà nói về cái độ lệch về ánh sáng
thì chúng ta còn có thể nói là độ lệch về màu sắc so với từng cái chín khu này đi. Thì một kết quả rất rất là bất ngờ với mình đó chính là chiếc màn E là chiếc màn có độ lệch màu sắc so với khu vực chuẩn nhất lại là thấp nhất cơ. Đó, chỉ Delta E chỉ là có 2.1 thôi. Và sau đó tiếp theo đó sẽ là chiếc màn S và màn P. Và cuối cùng là màn U. Có lẽ rằng là nó đang bị ảnh hưởng bởi cái kết quả Delta E sai màu lúc đầu ấy chị ạ. Và cái khu vực mà sai màu nhất ấy là cái góc dưới này. Nó tận 6 Delta E 6 cơ. Đấy, dẫn tới một câu chuyện là cái độ lệch màu nó cao như vậy. Vậy thì cuối cùng là đối tượng của những chiếc màn này là như thế nào? Thì chị, nếu mà chị đã phân tích nhiều về hai chiếc màn này, chị có thể nói đối tượng của nó là không? À, đúng rồi, nói chung là về giá tiền này hay là về những cái option của nó được trang bị, nó sẽ phù hợp với từng cái nhóm đối tượng riêng. À, thứ nhất là nói về con màn E này đi, thì nó sẽ phù hợp với những nhóm đối tượng có lẽ là học sinh sinh viên, dân văn phòng hoặc là dùng cho những cái kiểu máy post. Đấy, thì mình nghĩ nó sẽ phù hợp hơn bởi vì nó sẽ là một mức giá khá là rẻ. À, thì có thể phù hợp để mua số lượng lớn này hoặc đó hoặc là chất lượng của nó cũng chỉ đạt mức trung bình thôi, bởi vì những đối tượng đấy họ sẽ chỉ học tập hoặc chỉ làm việc văn phòng cơ bản, đúng rồi, họ không yêu cầu quá cao. Còn đối với dòng S thì nó cũng sẽ tương tự như nghe nó cao cấp hơn một xíu, và đặc biệt hơn là nó sẽ là dòng duy nhất của màn hình Dell có option dành cho các game thủ, thì nó có lẽ đối tượng mà nó hướng đến nhiều nhất sẽ là các game thủ. Vâng, đấy, thì còn với của em thì những chiếc dòng P này sẽ dành cho những ai mà đang có yêu cầu một cái nhu cầu khá là cao, yêu cầu là hub USB này, cái cổng HDMI này, VGA, DisplayPort này, và để sẽ dành cho những người nào mà có một cái công việc chuyên nghiệp hơn một chút. Tại vì cái chị thấy đấy, cái kết quả của em thì cái màn này cũng tương đối là chuẩn màu. Đúng. Còn với chiếc màn chuẩn hơn cả màn U luôn. À vâng, đấy không biết sao. Và có lẽ rằng đây là do đây là một cái yếu tố bất ngờ. Em nghĩ có thể là chỉ do cái mẫu này thôi, chứ mình nghĩ tổng quan thì màn U nó vẫn sẽ hơn màn P một chút. Tại vì đây là một cái mẫu khá là cũ, là 2020 rồi. Tức là có khả năng nó sinh ra vào năm 2019 đấy. À, đúng. Và cái còn màn này là 2022 cơ, tức là mình nghĩ là mới ra mắt năm nay. Mới ra mắt năm nay. Và nếu mà anh em muốn kiếm tiền ấy và muốn gọi là sử dụng màn hình của mình để làm việc chuyên nghiệp và kiếm tiền ấy, thì hãy sử dụng, hãy hướng mình tới những chiếc màn UP cơ. Đó là những chiếc màn cao cấp nhất, chuyên nghiệp nhất, có độ chuẩn màu cao nhất và những tính năng cấp gọi là chất lượng nhất, và sẽ có nhiều hub USB nhất này, sẽ có những cái tính năng như kiểu cao men này, xong các thứ kiểu để anh em có thể gọi là đạt được những cái hiệu năng cao nhất với chiếc màn đó. Và tất nhiên rồi, những chiếc màn đó thì sẽ yêu cầu phải có độ cân màn mỗi, tức là thường mọi người sẽ cân màn khoảng tầm 6 tháng một lần chị ạ, để có thể đạt được cái độ chuẩn màu cao nhất. Thì cứ dùng ấy nó sẽ bị lệch màu đi, cứ kiểu trượt đi một chút đấy. Vậy hả? Vâng. Trong quá trình mình dùng nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nó cứ bị trượt đi một chút đấy, cho dẫn tới câu chuyện là cứ khoảng vài tháng lại phải đi cân màu lại một lần. Và bốn cái chiếc màn hình mà chúng mình lựa chọn ở đây thì nó cũng là những màn hình tiêu biểu rồi, và đặc biệt là kiến thức của mình và Hoàng thì cũng có thể là nó sẽ có hạn một xíu, nó sẽ có thể là chưa cung cấp đủ cho các bạn tất cả những thông tin cần thiết để các bạn có thể phân biệt được các màn hình của Dell. Chính vì thế mà bạn nào có thêm những kiến thức thì hãy để lại comment ở dưới video này để chúng mình cùng nhau chia sẻ kiến thức, để giúp cho chúng ta đưa ra những cái lựa chọn đúng đắn hơn trong việc mua một chiếc màn hình của Dell, đúng không nào? Và đặc biệt là nếu bạn nào quan tâm thì chúng mình còn có một bảng Excel mà chúng mình đã làm, là tổng hợp tất cả các mẫu màn từ năm 2019 ở đây của Dell. Các mẫu đó là ESPU, về nào là chân đế này, tấm nền này, các cổng kết nối. Các cổng kết nối nói chung đầy đủ hết. Bọn mình đã làm ở bảng Excel thì chúng mình cũng sẽ gắn ở phần mô tả cho các bạn là có thể tiện theo dõi nhá. Còn nếu thấy video này hay và hấp dẫn thì đừng quên là tặng cho chúng mình một like, một subscribe và một share. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.